Soi cận làn da sau khi cấy BioCell và Hydrat cho mọi người nhìn nha. Da bây giờ mọi người thấy không? Bóng lưỡng hơn so với cái thời gian vừa lẫy mà lai nha. Da vừa mới cấy xong, bóng căng đẹp. Soi gương luôn ấy, làn da căng bóng, làn da pha lê và soi gương. Có bấm bẩn soi gương không? Soi gương. Lát da để soi gương là cười đúng không? Soi gương xong cười tỉnh tỉnh đó. Ôi em bây giờ là phải bầu mấy tháng rồi nhỉ? 8 tháng thôi. Rồi em bầu 8 tháng rồi. Mình sẽ bị hốc mặt đúng không? Nhưng mà không, trộm vía. Trộm vía nha. Cái BioCell Plus với lại Hydrat chị là như là da em căng và không có bị hốc. Tạm biệt là không hốc luôn nha. Mấy cái rãnh này là coi như là không có bị kiểu hốc rồi bị thay dương của mình không quá luôn. Mà bữa nay là chị nhìn thấy cái nám của em ấy, cái nám nội tiết và cái nám sau sinh của em ấy là chị thấy là bữa nay nó mờ hẳn, nó mờ hẳn nám đi đấy em ạ. Mà em cấy đợt rồi là mới được 2 lần chứ mấy. Đúng rồi, là lần thứ 3 nè. Wow, em thấy cái nám của em mờ đi được bao nhiêu phần trăm sau 2 lần cấy? Em thấy là 80% đó. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà những người bình thường á mà không có bầu như em á thì chắc chắn là hơn. Tại vì là nếu mà những khách nào mà không có bầu ấy cấy đến lần thứ hai thôi là mờ đến 60-70%. Tại vì cho bầu thì mình có những cái nỗi tố nỗi này đúng rồi thì nó sẽ bị sậm màu hơn, cái da mình nó sẽ sậm màu hơn, bức chế nhiều lắm luôn. Đúng rồi, đây mọi người nè, diễn viên Nhã Phương nha. Mọi người bây giờ diễn viên Nhã Phương đang cấy BioCell Plus với những shot cấy đầu tiên. Đấy, mọi người thấy là mẹ bầu 8 tháng rồi nha mọi người. Đấy, mẹ bầu 8 tháng nha. Cho chị nhìn cái bụng đi. Đây, mẹ bầu 8 tháng Nhã Phương nha mọi người. Vẫn đang cấy BioCell Plus lần thứ 3. Và hôm nay sẽ cấy tiếp Hydrat nha mọi người. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, nếu như thực sự sản phẩm không an toàn thì mẹ bầu Nhã Phương 8 tháng rồi không thể nào mà dơ mặt để cho cấy đều hàng tháng như này đâu nha. Bây giờ là chót nghiện rồi, mẹ bầu Nhã Phương chót nghiện rồi. Mà bây giờ có bầu thì không làm được cái gì hết. Đúng bây rồi. Giờ mà làm được cái gì mà tốt và an toàn á thì em làm. Ừ đúng. Thì bữa em mà nói chị đó, bắt chị phải đưa cho em coi giấy tờ rồi tùm lum tà la đó. Thấy quá an toàn mới dám dơ cái mặt mình ra đúng không? Bây giờ thì hết rồi mọi người. Bây giờ kêu tôi kiểm tra rồi. Ok, ok luôn. Bây giờ là, đi em. Là làm xong là thấy đẹp quá rồi, mê liền. Tự động nhắc lịch để đi làm đây này. Đó, về kiểu mà da mình mà kiểu căng mỏng, cái nguồn ngắm gương, nhìn gương mình cứ ngắm mãi. Mình tự mình cười một mình á, giống như là mình mới yêu vậy. Nhiều lúc này, có khi không phải mang bầu mà cứ ngồi cười như vậy, có khi chồng thì mình lo lắng ấy nhỉ. Thì chồng em nhiều khi em nói, ôi sao em cứ cười, nhìn gương em cười, để mình cười đi. Cứ vậy đó. Nhưng mà nhìn thấy da đẹp quá là thích đúng không? Dạ. Thế hôm em làm về, cái lần thứ hai, đợt vừa rồi em làm về đấy, thì em thấy là sau bao nhiêu ngày thì cái da mình nó đẹp lên mà em ngồi cười một mình. Thực ra ngay cái ngày hôm đó về là những cái nốt mà đỏ thì nó lặn luôn rồi, nó không thấy đâu hết. Thì khoảng ngày hôm sau là thấy da mình nó mướt rồi. Thì sau 3 ngày là đẹp nhất. Nói thiệt là gần đây là em làm biếng uống nước đó chị. Không biết sao em nhát uống nước ghê luôn á. Thường da sẽ khô đúng không? Nhưng mà khi em cấy cái này rồi á thì da em rất là căng mọng nha, xong là ẩm mượt á. Đánh phấn á thì gọi thì nó là ăn nền kinh khủng. Ăn nền mà không bị trôi, không bị đúng xuống phân đúng không? Hèn gì mấy lần đi event được vừa rồi lên báo dần dần thấy đẹp quá. Thì ăn phấn không chị? Thần thái lúc nào? Trời ơi thích lắm, cứ đánh phấn luôn. Trời ơi, ngồi luôn á. Quá trời đẹp luôn. Em cái Hydrat á thì hai cái phần thấy dương của em á hầu như nó không có bị hốc ha. Thích không nhờ. Bị luôn. Đấy. Thì nó vẫn biết căng miệng đó. Nên là mê quá. Đang cấy Hydrat là sẽ cấy 5 điểm để làm mọng da cũng như là nhỏ lỗ chân lông và xóa nám nha mọi người. Đấy, mẹ bầu Nhã Phương 8 tháng mà vẫn đang cấy thật nha. Không cấy giả vờ đâu nhá. Đây là một cái live stream. Đây là một cái live stream thực tế nhá. Đau không bé? Dạ không, nhưng mà em phải để y cho bác sĩ tim đó chứ. Sợ lệch. Đúng rồi chứ còn không có đau gì hết trơn. Không đâu, mẹ bầu này quá là căng đảm luôn. Mẹ bầu này ham làm đẹp lắm. Tháng nào cũng cấy. Tại vì mình thấy mình đẹp hơn á, đẹp đẹp đến mỗi ngày là mình phải mê thôi. Mê thôi. Bị nghiện quá rồi. Em thiệt, đau là em sẽ nói với mọi người chia sẻ. Đau là không bao giờ gặp lại lần thứ ba như này đâu. Đúng nha. Mẹ bầu Nhã Phương mà bây giờ cấy lần thứ ba là phải biết rồi đấy. Mà bây giờ bầu 8 tháng rồi, chuẩn bị đi đẻ đến nơi rồi. Đúng rồi. Còn được làm một lần nữa thôi. Yên tâm, sau đẻ xong là chị làm hết. Dạ.
Đấy, những chị nào mà mặt cũng chúng ta bị hốc hác này, càng lớn tuổi mặt của mình càng bị kém tươi, kém bầu bĩnh, bị teo mô, teo mỡ, càng ngày mình thấy là cân nặng của mình thì vẫn như thế, vẫn nặng cân, nhưng mà cái mặt của mình càng bị rút mỡ, rút thịt, không còn cái sự baby căng mọng nữa, thì mọi người có thể cấy cái hydrat giống như là diễn viên Nhã Phương đang cấy nha mọi người nha. Sẽ giúp bổ sung 3 tỷ tế bào gốc và collagen nội sinh. Sau chừng 30 tuổi thôi và đẻ xong thôi là da của chúng ta đã thấy hốc hác này, nhăn này, lão hóa này, da trùng nhão, chúng ta sờ da của chúng ta kém săn chắc, thì đấy là sự lão hóa nha mọi người. Thì khi mà mọi người cấy cái hydrat giống như diễn viên đang cấy, diễn viên Nhã Phương đang cấy đây, thì chỉ cần sau khi cấy xong 3 ngày thôi là da của mọi người đã tự động căng bóng, xong rồi baby face liền nhá. Những chị nào thích mặt của mình trở về mặt của thời 20-30 tuổi thì nhất định phải cấy cái hydrat giống như diễn viên Nhã Phương đang cấy nha. Trang cam kết cho các bạn luôn là hiệu quả tức thì sau 3 ngày. Bên Trang thì sẽ tiêu thụ một cái sản lượng rất là lớn, cho nên là bên Trang thường là làm việc trực tiếp với đại hãng tại Mỹ và tại Hàn để ký độc quyền luôn, để đảm bảo rằng là hàng của mình sẽ không có hàng nhái hoặc là không bị lẫn với ở trên thị trường nha. Ở ngoài thích lắm mọi người ơi, nhưng mấy là một phần ở ngoài còn thích nữa. Em thấy da của em bây giờ như nào? Mịn nha, mà xong rồi thấy là nó cũng sáng hơn chị. Sáng hơn rồi còn thấy căng mọng quá. Và đặc biệt là mấy cái đốm nám của em nó sẽ tan đi. Bây giờ là gần như là cái nám của em bây giờ không còn nữa. Bây giờ thì em không thấy nám luôn. Bóng, trời ơi, đây là bóng căng như sao Hàn. Chị em nào mà chúng ta bỏ bê làn da, bỏ bê nhan sắc của mình lâu quá thì mọi người cứ ghé Lavender by Trang nha. Cho Trang 1 tháng hoặc 3 tháng thôi, Trang sẽ làm cho mọi người thay đổi 360 độ luôn.